Ok, xin chào anh em, rất vui được gặp lại anh em trong những cái clip về Auto Chat ở trên kênh Game Today. Rất vui được gặp lại anh em trong cái buổi tối cuối tuần ngày hôm nay. Đấy, thì hôm nay buổi tối cuối tuần là một cái buổi tối mà tôi nghĩ là chúng ta sẽ phải lán lại cái series Ác Mộng anh em nhá. Mặc dù là cái con Ác Mộng bây giờ nó đang rất là hot, có rất nhiều anh em muốn là tôi chơi tiếp con Ác Mộng. Đấy, tôi vẫn chưa ngán đâu, tôi phải nói thật với anh em là vẫn chưa ngán. Vẫn có thể ra tiếp những cái video về Ác Mộng. Tuy nhiên là hôm nay là cái cuối tuần nên là tôi nghĩ là sẽ để dành đến cái tuần sau nha anh em nhá. Cuối tuần thì chúng ta sẽ có những cái lineup nó đặc biệt hơn. Đấy, nó khác so với cả cái meta hiện tại cho là đỡ nhàn nha anh em nhá. Rồi, để xem là hôm nay chơi gì. Tất nhiên là tôi thì tôi vẫn đang chơi ở trong cái meta này, meta về Ác Mộng. Đấy, nên là cũng sẽ có người chơi Ác Mộng thôi. Rồi, không phải tôi thì là người khác. Ok. Tự nhiên nhá, anh em thấy đây là cái dấu hiệu gì không? Đây là cái dấu hiệu của Assassin súng Soulbreaker, hai con súng hai con. Đấy, liệu rằng có phải là Assassin súng không hay là lừa? Cái này thì chưa biết, hồi sau sẽ rõ. Nhưng mà nếu mà có cặp ấy thì lên mua anh em ạ. Có cặp thì lên mua rồi. Soulbreaker lên được 2 sao này, súng lên được 2 sao sớm này. Thì đấy nó mới là chính xác, chọn đúng cái con đường. Nhưng mà đồ có vẻ không ổn lắm nhỉ. Anh em bảo tôi có lên random không? Random đồ. Hai cái món này không ổn lắm nếu mà chơi assassin súng. À, tôi random nhá. Ui ôi, không được rồi. Thôi random lốt. Ôi trời ơi, điền quá đi mất tôi. Hai cái nhẫn lẻ thế chứ lị phế rồi. Assassin súng nhưng mà đồ không giống cho là chơi cái bộ đấy lắm anh em ạ. Ui thằng này phát lại thật, đã có 2 sao rồi mà nó còn up 4 nữa, chơi cẩn thận đấy nhá. Đùa thể các bạn chơi ác thật đấy. Nhưng mà chỉ lọt một con thôi. Ok kìa, vớ vẩn lại còn ăn cơ. Không, không được. Lọt một con. Ui giời ơi. Cái này là chơi assassin hay assassin súng này. Ra cả ốc này. Ốc nhưng mà ra skull hunter này cũng ngon này. Thôi cứ mua đi bã. Bây giờ chỉ có 4 con thôi. À, tôi nghĩ là tôi để 2 con súng vẫn ngon hơn đấy anh em ạ. Cho 3 assassin vào tôi nghĩ là không ngon bằng 2 con súng đâu. 2 con súng này nó sẽ kết liễu những cái con yếu máu. Rồi thắng rồi. Thằng này yếu á. Chắc thằng này eco. Ok, thắng thì phải cho 3 Hunter nhá, không chơi đâu. Cho 3 Hunter nào. Ui, cho bài kiểu gì đấy? Berserker à? 3 Warrior này. 3 Warrior. Chết rồi. Thế này có vẻ không ổn đấy anh em ạ. Không ổn rồi. Hay là chơi Warrior nhưng mà trận này không có Lancer. Không có chú quỷ. Không. Bình thường nếu mà ra bài kiểu này thì chắc là tôi chơi đấy. Chơi War đấy. Warrior bây giờ nó đang cặp bách lại. Nếu mà những cái trận đấu ấy mà không có ai chơi con Ác Mộng kẹp với Warlock thì tôi nghĩ là cái bộ Warrior là cái bộ mà khá là khỏe đấy anh em ạ. Ui lại ra ngựa đấy. Tôi lại bỏ qua con Light Blade Light. Tôi không mua. 3 Hunter nhỉ. 3 Hunter vào liệu rằng có mạnh hơn là cái con Berserker này và 3 Warrior kẹp vào không. Tôi nghĩ là không mạnh bằng đâu. Để cái này có khi mạnh hơn ấy. Cho 3 Hunter vào, mỗi cái con Hunter nó chỉ được cộng 15 đam thôi mà.
15 dam làm sao mà tính được bằng cái việc là giáp của ba warrior. Đúng không? Ba warrior vừa có giáp mà đến lúc mà giảm 1/2 màu ấy, nó bật lên mà, nó x2 cái lượng giáp lên. Rõ ràng để cái này vẫn ngon hơn anh em ạ. Berserker nó cũng clear, nó cũng khỏe. Đó. Đấy, khỏe mà. Cái bọn Hunter ấy, nó cần phải kẹp đỏ. Không có đỏ yếu lắm. Ư đều rồi. Hy vọng là không lừa. Như này được không? Up lên 6 luôn. Vẫn có 3 warrior. 3 warrior, 3 hunter là được rồi. Để như này cho con chó sói nó tung trưởng nhanh anh em ạ. Cho chó sói nó hóa sói nhanh. Với cả tôi cũng đề phòng thằng assassin nữa. Cái thằng top 1 to đấy. Rồi ôi, dã man. Vlog đấy. Thằng top 1 là nó chơi vlog đấy anh em. Nó chơi god vlog đấy. Đã mua con ác bộng rồi. Ác bộng để hàng chờ. Mua cả ác bộng, mua cả cái con gì nhỉ, con đắt lét. Ui ui, được 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 được, con này 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 được. Sói ơi, một cặp sói. Hay là bây giờ cho rồng vào luôn nhỉ, không cần warrior nữa. Nó rồng này đủ tăng cơ rồi. Đúng không? Anh em thấy trí phải không? Bỏ rồng vào tăng khỏe phết đấy. Tôi nghĩ là như này ngon hơn. Đấy, có hai con đẻ đệ. Ui, gặp thằng này thua. Đánh cái kiểu gì được, cái này khỏe quá. Khỏe quá anh em ạ. Nhiều 2 sao quá chịu thôi, không đánh được. Tôi có con súng 2 sao thì cũng thế thôi, nó không có đồ anh em ạ. Cứ là cái con súng ấy nó phải ở trong cái bộ 6 Hunter cơ, thì nó mạnh cơ, chứ còn cái bộ vừa rồi nó có 3 Hunter thôi. Nói chung là không có cửa ăn thằng đấy. Ít ra chúng ta phải thêm một con rồng lên 2 sao hay là một con Skull Hunter 2 sao ấy thì mới có cửa. Mà đánh chơi 3 Hunter ăn được. Bọn Hunter nó mỏng lắm anh em ạ. Nó cần phải có tăng cơ. Khó chơi phết đấy, không dễ đâu anh em. Nhìn thế thôi chứ bây giờ cái bài Hunter ấy nó không dễ lên như ngày trước. Bởi vì là cái bài Hunter ấy nó có 3 con là chúng ta phải lấy ở trong kho. Tận 3 con lấy ở trong kho đấy anh em. Rất khó chơi. Ngày trước là có con Wing Ranger, nó có sẵn, nó dễ roll ra hơn, nó dễ ra hơn. Bây giờ thì khác rồi. Ui đây rồi. Thêm được con heo nữa này. Đây nó là cái cơ sở đấy, để chúng ta có khi chuyển sang chơi Hunter anh em ạ. Đồ này, đồ này tôi sợ không chơi xin súng được. Nó không có cướp điên. Được được, thế thôi nhá anh em nhá. Quay xe đó. Con rồng này lên 2 sao rồi. Rồng 2 sao rồi thôi. Để tôi pick Hunter vào đây. Chơi Hunter giờ nó khá khó chơi đấy. Ở cái giai đoạn giữa game nó đẩy nhiều lắm. Ui, nó chơi gì đấy? Shadow Griller 1 sao chém chết con súng ạ. Súng đã kẹp đỏ đấy nhá. Căng thật. Thực ra quả up cái con rồng này lên hơi sớm. Up rồng này hơi sớm.
Hai con rồng có khi ngon hơn đấy anh em ạ. Hai con rồng có khi ngon hơn á. Áp con rồng này lên hơi sớm nên là bây giờ hàng trên có vẻ có mỗi con rồng nó làm tăng cơ thôi. Hơi yếu. Kẹp thêm hai đỏ vẫn chưa đủ đam. Lượng đam này không đủ ăn thằng top 1. Bây giờ làm nào, giờ hết tiền rồi anh em ạ. Thậm chí là tôi bây giờ tôi không đủ tiền lên 7. Thọt tiền quá rồi. Không đủ tiền lên 7 luôn mà. Đấy. Trận này không có chuỗi. Trận này không có chuỗi xong rồi bị một cái thằng là quá xanh ở trên. Bây giờ tôi có xả tiền ấy, tôi phải về được 6 Hunter mà phải đánh ở level 7 cơ. Anh em ạ, tôi bây giờ xả tiền không lên được 7. Thì cũng không ăn được. Đấy, nói thẳng luôn là không ăn được. 6 Hunter. 6 Hunter kẹp 2 đỏ đánh ở level 7 may ra mới ăn được. Bởi vì bây giờ cái bộ Hunter đánh ở level 7 ấy, nó không có Exorcist. Ngày trước là có Exorcist trừ 4 giáp nữa thì nó khác anh em ạ. Bây giờ đánh ở level 7 nó chỉ kẹp 2 đỏ mà thôi. Hunter đánh thì nó cũng khá là yếu bởi vì nó cứ focus vào mấy con yếu máu ấy mà. Và cái bộ, những cái bộ mà nó lên 2 sao ấy thì những cái con co nó 2 sao nó rất khỏe. Lúc nào cũng chết cuối cùng thôi. Nên là đánh kiểu Hunter bây giờ nó khó có chuỗi lắm. Và nó cũng khó ra ấy. Khó ra để mà có chuỗi ấy. Khó phết đấy anh em ạ, không dễ đâu. Đấy, anh em thấy là từ đầu đến giờ là tôi mới có là đấy, chưa đủ 6 Hunter. 4 con, mới có 4 con. À không, 5 con. Và đầu game tôi không nghĩ là tôi chơi Hunter là tôi bán con thỏ đi. Nó lại ra Hunter thì tôi lại chơi. Đấy, bán con thỏ đi bây giờ nó đã ra lại đâu. Bán từ đầu game đấy, bán một con thỏ đi rồi. Nhưng mà bây giờ nó chưa thấy con thỏ ra lại. Đây là này, thua đây này. Không thắng được luôn. Ui rồi ơi, làm sao mà ăn được. Cái con này nó là cái con ở trong cái bộ Glacier. Còn cái con Berserk của tôi ấy, nó là cái con đứng một mình. Ui giời ơi, thế làm sao mà ăn. Đấy, không có chuối, lại ra súng à. Điên thật đấy. Bây giờ mấy cái con Hunter lên 2 sao nhưng mà ít ra phải cho tôi 6 Hunter đi chứ. Cay nhờ. Bởi vì nếu mà nó cứ lên 2 sao mà nó không ra được 6 Hunter ấy thì nó vẫn cứ là thua thôi. Trời ơi, tôi giờ là ít tiền nhất luôn ấy. Level 7 5 tiền. Không được một cái đồng nào sau mỗi round. Trong khi nhìn đối thủ kìa. Có cái thằng nó đang có chuỗi thua và một thằng đang có chuỗi thắng. Level 7. Quá nhiều tiền luôn. Đừng bảo thua thằng này nhá. Thua lốt thằng này thì thôi chắc quýt. Thọt tiền quá rồi. Cảm giác đội hình rất yếu luôn. Ok, ít ra phải chiến thắng. Chứ còn thua thì không có tiền thì thôi chả xong. Chả chơi nữa. Thằng kia xanh thật sự luôn, không thằng nào ăn được cơ mà. Đang 14 rồi, chưa thấy thằng nào ăn được. Mà tôi nghĩ là tôi nên gặp nó sớm đi bởi vì là thế này này, nếu mà bây giờ mà mình mạnh thì mình đủ sức ăn được nó nhưng mà chỉ 1-2 round thôi. Bởi vì nó là cái người có tiền. Nếu mà chúng ta không gặp sớm thì chúng ta sẽ không bao giờ ăn được. Chắc chắn là không bao giờ ăn được luôn. Bởi vì nó là người có tiền, nó sẽ lên 8 và nó kiếm 5 đô. Tôi bây giờ chắc chắn là lên 8 nó là điều, một cái điều không thể rồi. Nó chỉ có đánh ở 7 roll ra được 6 Hunter thôi chứ còn không thể lên 8 rồi. Mà 6 Hunter ấy thì cũng phải gặp sớm. Chứ còn để nó form được bộ thì không ăn được đâu. 6 Hunter nó là cái đội hình mà đánh sớm chứ không phải được cái đội hình đánh giữa game anh em ạ. Giữa game tầm round 20 đổ đi ấy, bọn nó form được mấy cái lab mà nó khỏe ấy. Kiểu Witcher hay là God Warlock hay là các thứ ấy, nó đánh ở level 8. Lúc đấy thì cái bộ 6 Hunter nó không ăn thua đâu. Không có thua. Gặp sớm ấy nhá. Đấy ôi, cấp điên này. Nhưng mà chết rồi. Đi theo con đường Hunter rồi anh em ạ. Cấp điên nhỉ. Khó nhỉ. Như này thì có 2 beat. Nhưng mà nếu mà gặp thằng đấy thì chắc là cũng thua rồi. Không cắt được chuỗi đâu anh em ạ. Khó chịu thật.
Làm nào bây giờ? Bây giờ còn có 16 tiền này, bây giờ roll 6 Hunter được không? Thiếu nhiều quá anh em, thiếu còn 2 con nữa. Kể ra thiếu 1 con thì tôi cũng roll đấy. Mà thiếu tận 2 con Hunter. Và bây giờ mà chúng ta roll thì cũng chưa chắc là ăn được. Bây giờ roll nhưng mà không ăn được ấy thì chắc chắn là xuống hố. Thì tôi bét luôn, tôi top 8 luôn. Ui lê ơi, ra thỏ này. Hay quá. Thiếu một con. Vậy là chúng ta thiếu một con nữa anh em ạ. Round 17. Round này mà tôi xả tiền luôn thì có được không đây? Thiếu một con nữa thôi. Một con Hunter. Nhưng mà tôi đang tính xem là có lên xả không hay là nó là cái điều vô nghĩa. Bây giờ xả được 6 Hunter thì nó cũng có là gì không? Cái tầm này bây giờ nó quá muộn rồi ấy. Anh em ạ. Tôi đang rất là ái ngại, không biết là bây giờ đang hơi phân vân một chút. Cái tầm này mà bây giờ kẹp được đỏ vào rồi thì cũng chỉ 6 Hunter 2 đỏ thôi à. Đánh ở level 7 phải lên 8 mới kẹp được beat. Đánh lên 8 mới kẹp được beat thì mới may ra mới có đam. Ui dồi ôi anh em ơi, mày có ra bom rồi, thôi xong rồi. 6 Goblin. 6 Goblin anh em ạ. Trời ơi, thế làm sao mà cung bắn được, cũng mà gãy cung. Cáu nhờ, có lên roll không anh em? Trời ơi, sao mà tôi cảm thấy ức chế thật đấy, bức bối thật đấy. Bây giờ mình đã biết được là nó sắp tới, nó chỉ còn 2 round nữa là gặp rồi. Chả nhẽ lại không roll. Có thể là round này hoặc round sau. Có lên luôn không anh em? Thôi được rồi. Nếu mà round này mà không gặp thì round sau tôi sẽ xả tiền. Tôi kiếm một cái dàn Hunter xem là liệu rằng là chúng ta 6 Hunter chúng ta có ăn nổi 6 Goblin không? Có bom nha anh em nhé. Tôi nghĩ là low hope. Mẹ ơi, nhìn cả 6 Goblin 6 max rồi anh em ạ. Vậy là round này là nó sẽ... Ơ, nhưng mà thằng này vẫn chuyển sang là ấy à, God à. Vãi, đội hình mạnh thế này mà còn chuyển God. Như tôi chơi bố Goblin luôn ấy. Thề. Ra 6 Goblin 6 max rồi. Chưa gặp anh em ạ. Vậy là round sau là chắc chắn là chúng ta sẽ gặp. Round 19 là chúng ta sẽ gặp đấy. Chắc chắn là gặp rồi. Ở round sau rồi. Bây giờ còn hôn không anh em? Chúng ta biết là gặp đối thủ ở round sau mà chúng ta không roll thì nó hơi sai anh em. Roll nhá. Ok. Rồi, được rồi. Thế thì tôi sẽ roll. Chúng ta cố kiếm 6 Hunter vào anh em nhá. Kiếm thêm một cái con gì đấy để có thể là chơi được. Ui đây rồi. Con này mà nó đun được vào con bom thì có cơ hội ăn đấy. Xem nào. 6 Hunter giờ vẫn thiếu anh em ạ. Không tiếp. Đây rồi. Đúng không? Ui không được rồi anh em ơi. Phải lên 8 thì mới đủ bộ. Thôi được rồi, như này thì lại không có đỏ à? Không có đỏ thì hơi toang nhờ. Thôi anh em ạ, chắc không ăn ở đâu. Ui rồi ôi, ca lông 2 sao. Thế thì thôi anh em ơi, hết cơ hội. Tất nhiên là tôi có cái con Doom ấy, nó Doom vào cái con ca lông, nhưng mà thôi, không còn cái cửa nào nữa rồi. Vãi đái ạ. Ôi rồi nó xanh quá đi mất thôi. Con mẹ nó. Chơi Goblin nó ra đủ bộ từ round 17. 17 6 Goblin 6 max thì đỡ thế nào mà được anh em ơi. Ra ca lông 2 từ round thứ 19. Ủa, khó anh em ạ. Thôi, con game này bây giờ đổi qua thành game sinh tồn anh em ơi. Bây giờ thằng nào gặp thằng đấy chết trước. Thằng nào gặp cái thằng Goblin ý là thằng đấy là cái thằng chết đầu tiên.
Nó sẽ đi qua nhà nào thì nhà đấy chết thôi anh em ạ. À, bây giờ game sinh tồn, thằng nào giữ nhiều máu nhất thì thằng này sống. Mấy cái thằng Eco chết chắc rồi. Đã Eco còn chưa Clyde thôi, xong rồi mấy bố ơi. Mấy thằng thằng tôi đoán là cái thằng Clyde thằng chết đầu tiên. Cái bọn Clyde nó đánh Goblin không vào giáp luôn. Mà đây nó còn Kalung 2 sao thì đỡ thế nhau được anh em. Rồi, game sinh tồn anh em ạ, game sinh tồn này. Tôi giữ 6 Hunter đến chết. Nói thật với anh em như thế luôn. Trận này chỉ có lên 8 kẹp vào đỏ với Beat thôi. Sinh tồn đấy anh em ạ. Nhanh lắm. Round 21 bây giờ nó đâu đấy nó rơi vào tầm khoảng 3 con 2 sao 5 đô. Nó đi nó quẩy từng nhà một. Thôi anh em ơi, không có roll súng 3 sao nữa. Bây giờ tôi up lên level 8 tôi sinh tồn rồi anh em ạ. Bây giờ chỉ có lên đây là sinh tồn thôi. Kẹp heo, kẹp đỏ, kẹp các kiểu vào. Đánh Hunter. Rỉa những mấy con thấp máu sinh tồn. May ra cái thằng Exit này còn có cửa ăn, nói thật. Nếu mà Exit mà dồn đồ cho cái con ác mộng ấy, bắn phép thì may ra có cửa ăn. Còn chả có thằng nào ăn được. Bởi vì nó quá to rồi. Đấy, bây giờ tôi có sinh tồn mỗi nào tôi mất khoảng 4 máu. Đấy, có thằng đi ở kia, anh em thấy chưa? Chơi Eco, chơi Clyde đi là chắc rồi. Ok, đây có Beat rồi này anh em này. Rồi, ok nha, tôi sẽ bỏ Beat vào nha. Mà có khi là bây giờ nhá, anh em thấy là bây giờ là chúng ta cũng đang có ở đây nó là chỉ còn thiếu có 2 con súng nữa thôi. Đấy. Hay là chúng ta roll ở 8. Chúng ta sống sinh tồn ở 8 đi. Anh em nhỉ. Bây giờ sinh tồn ở level 8 77 máu. Sinh tồn nổi không? Roll nó súng 3 sao ở level 8. Witcher. Witcher khỏe đấy. Nhưng mà tôi chơi Hunter tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ sinh tồn được. Tôi vẫn sẽ sinh tồn được đấy. Bộ này bộ sinh tồn mà. Chơi cái kiểu Hunter kẹp đỏ kẹp Beat này nó là kiểu sinh tồn từ những cái meta trước là nó cũng có cái bộ này là cũng khá là hay. Thôi rồi. Ok đấy anh em ạ. Tôi nghĩ là tôi vẫn có thể chơi được. Đây rồi. Kẹp được gấu Beat 2 sao này. Ok. Ở đây có cái con Greater tôi có thể là tôi sẽ mua để nếu mà giả sử nhưng mà súng lên được 3 sao ấy. Mà chúng ta vẫn còn cơ hội thì chúng ta sẽ chuyển nha anh em nhá. Ui, mẹ bom 2 rồi anh em ạ. Ui rồi anh em ơi, không còn cơ hội nào đâu. Anh em ơi, Dash Split 2 sao. Và ở dưới hàng chờ còn 2 con bom nữa. Gì làm sao mà đỡ được đây. Không thấy thằng nào cắt chuỗi được là anh em biết. Là mỗi round là nó có công nghệ make của nó luôn. Tinh hoa đấy anh em ạ. Roll ra 5 đô đấy. 5 đô 3 sao rồi, nó là dễ luôn. Thôi xong rồi anh em ơi. Đấy, cứ mỗi thằng đi qua là nó sẽ đẩy thằng đấy gần chết và đồng thời nó sẽ có cái tinh hoa để nó roll ra con 5 đô 3 sao sắp tới đây. Tôi nhìn thấy giống như là cái con bom nó lên 3 sao sớm rồi đấy. Anh em ạ. À, thấy chưa anh em thấy chưa, bây giờ chỉ có sinh tồn thôi. Thằng nào mà bây giờ giữ được máu nhất thì thằng đấy thắng anh em ạ. À, tôi giờ tôi chỉ đứng ở level 8 tôi roll tôi hết tiền rồi. Cái trận này quá thọt tiền luôn. Đấy cái quả tôi xả tiền ấy ở level 7 anh em nhớ không? Không lên được 8 để mà phải xả tiền ở level 7 ấy. Để cắt chuỗi của thằng top 1. Nhưng mà đến lúc mà nó sang nhà tôi thì anh em thấy là nó vác cả một cái con Kalung 2 sao. Thì lúc đấy là coi như mọi thứ đều sụp đổ đối với tôi anh em ạ. Dã man. Tất cả mọi thứ đều suy sụp luôn từ đấy và từ ngay từ cái thời điểm đấy tôi biết cái con game này nó bỏ rồi. Nó chỉ là sinh tồn top 2 thôi anh em ạ. Dã man, anh em nhìn ở phía dưới xem bọn nó bây giờ. Anh em nhìn này cái hàng chờ của nó này. Mẹ ơi vãi cứt luôn. Bây giờ nó là gì? Nó là hai con Dash 2 sao và hai con Light Sprint 2 sao đấy anh em. Trời ơi, làm sao mà đỡ được. Anh em phải hiểu là nếu mà có con Light Sprint ý, nó lên 2 sao ấy thì đồng nghĩa việc là đối thủ ấy nó sẽ có thể là tí nữa ấy, nó chơi quả nó chuyển sang là gì? Là chơi mục sư đấy anh em. Thật. Bây giờ chỉ có cái bài đấy là tối thượng thôi. Đấy, đến cái lúc mà phút cuối cùng ấy nó bốc được ra con Light Sprint 3 sao ấy. Dash Sprint 3 sao rồi Kalung 3 sao ấy thì ôi giời ơi, thế thì chịu làm sao đỡ được anh em.
cái con Light Split mà nó lên 3 sao thì chắc chắn là nó bắt hết tất cả các thể loại rồi. Tất cả cái con 5 đô mà bây giờ phải 5 đô 3 sao thì mới lẻ được. À cũng không lẻ được. 5 đô 3 sao cũng bị bắt luôn. Anh em ạ, Light Split mà lên 3 sao thì có nghĩa là nó sẽ bắt được tất cả các cái con ở trên bàn cờ. Không có con nào nó không thoát được. Quá dã man. Thôi, game sinh tồn anh em. Xác định là sinh tồn top 2 đó. Tôi còn chưa tính đến mấy cái thằng ở phía dưới đấy. Cũng khỏe lắm anh em ạ. Tôi nhìn thấy toàn Witcher. Ui không có đồ này, quái đài. Ơ, được. Ui, random lại được cái cướp điên. Thế thì cũng được. Rồi. Anh em đợi chút nhá. Tôi đưa vợ tôi cái áo cái đã. Trời dạo này ở Hà Nội nó lạnh lắm anh em ạ. Tôi mấy hôm nay tôi cũng kiểu nó cũng bị thay đổi thời tiết ấy, nó cũng ho khó thở. Mặc ở trong nhà mặc quần áo mỏng manh là dễ bị ốm lắm. Đấy, vừa lấy cho vợ tôi cái áo khoác. Bây giờ làm thế nào giờ? Bây giờ sinh tồn thì tôi nghĩ là vẫn được, nhưng mà phải con súng phải lên được 3. Sau đó thì chúng ta có thể xoay sang là 9 assassin. Bởi vì là anh em thấy là ở đây có cướp điên rồi nhá, chân phải rồi. Nhưng mà vấn đề là con súng phải lên 3 đã. Bây giờ cũng chưa có vội chuyển sang 9 assassin đâu. Để hunter này nó giữ máu được anh em ạ. Ui giời anh em ơi, cái con rồng nó gánh tôi từ nãy giờ đấy. Con rồng 3 tiền ấy. Được quá à. Con rồng 3 tiền tăng cơ, nói chung là ổn thật sự luôn. Lại gấu này. Con gấu này tôi nghĩ là tôi sẽ mua và tôi sẽ bán tạm assassin đi. Bởi vì bây giờ assassin vẫn chưa cần anh em ạ. Chưa chuyển đâu. Chuyển bây giờ toang ngay. Sinh tồn á. Sinh tồn đến cái lúc mà súng lên 3. Còn thiếu một con thôi. Tôi nghĩ là tôi để cái giáp cho cái con rồng 3 tiền anh em ạ. Không để cho con súng. À con gấu đâu. Con rồng 3 tiền nó gánh đấy. Cặp mấy cái nhà Exit con rồng 3 tiền nó không bị trừ máu. Nó không bị chia đôi. Chuyện này có 6 Glacier và 6. Có Witcher nhá. Thằng Witcher kia là cũng căng đấy. Chứ không yếu đâu nhá. 6 Exit thì nó đấm được Witcher. 6 Glacier khả năng sẽ là thằng đi tiếp theo đấy. Tôi đoán là như vậy. Thôi chịu, cái có ăn đi. Chiếm lấy tâm hồn tôi đi. Đấy, có đồ Kira rồi. Chịu. Bom có đồ Kira. Ca lông thì nói chung là phun đồ hai tia các kiểu các thứ nó đỡ rồi anh em. Không đỡ được. Bây giờ cứ gặp thằng này là mất nhiều máu nhất này, là 10 máu này. Gặp những cái thằng còn lại thì mất ít máu hơn này. Đây rồi, Grim này. Ok, Doom lên được 2 sao, được rồi. Cứ bình tĩnh. Ờ bạn nào chết lém ra cái đồ ngon thế nhở. Cảm ơn nhá. Ui giời, quý hóa quá đi mất rồi. Được. Quý hóa thật sự luôn ấy thề. Được đấy. Cũng phải có những cái món đồ như thế thì mới gọi là chơi được. Sinh tồn vẫn tốt đấy anh em. Khá tốt đấy. Máu bây giờ vẫn tầm khoảng 65-66 máu. Gần 70 máu này là ngon rồi. 67 máu. Ngon rồi. Rồi, Clyde này. Clyde, thằng Clyde này tôi nghĩ là tôi vẫn sẽ ăn được. Vẫn sẽ ăn được thôi. Ơ kìa bạn ơi, úi dồi ôi. Khỏe thật sự luôn anh em ạ. À. Được luôn. Ok. Ui, thị vệ này. Nhưng mà từ từ nha, con này có khi vẫn bán ấy. Chưa có slot để lấy đâu. Nhiều đấy. Lại Grim này. Không được. Vẫn phải có cái slot cho cái con Grim này. Có lẽ là tôi sẽ bán cái con thị vệ đi để tôi mua con Grim anh em ạ. Rao này mà lóc lại thì hơi sai. Rao sau là 30 không nên lóc.
Thôi, bán đi. Rao sau rao 30 anh em ạ. Lại gặp cái thằng này, sao gặp thằng này nhiều thế? Tao đã bảo tao không ăn được rồi, tha tao được không? Vãi đái, nó có hai món đồ Kira kìa anh em kìa. Chịu rồi. Mà khỏe thế thì đỡ làm sao được. Ra 30 vẫn còn chuối. Chơi điện tử sướng thật đấy, chơi sướng thật luôn ấy. Thề. Súng ra đi. Ui dồi ôi, nhiều quá. Không phải súng à. Chết rồi, rao quái. Đây rồi, đây rồi, đây rồi, đây rồi. Được rồi, ổn rồi, ổn rồi. May quá anh em ơi. Nhưng mà không ăn thua, vẫn chưa ăn thua đâu. Đó, súng này, con này 2 đô. 2 đô 3 sao thì nó là cái gì đâu. Mẹ tí lúa nó 5 đô 3 sao thì tôi làm sao tôi đưa được. Rồi, rao sau chuyển bài nha anh em nhá. Đủ à? Đấy, đủ à? Đủ là chuyển luôn. Rao sau chuyển luôn. Kiếm thêm hai con assassin nữa. Đây rồi. Lấy cái ba tia. Bán hết Hunter đi thôi anh em ạ. Đây, thiếu một con. Ok. Rồi. Một con xin nữa. Một con đây rồi. Ngồi lên 9 anh em ơi. Vậy là chúng ta sẽ lên được 9 và chúng ta đủ bộ. Vãi đái thật, sinh tồn thế này mới gọi là sinh tồn như lị. Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Từ từ, cái món này chưa ghép à. Vãi đái, nhưng mà mấy cái con assassin toàn 1 sao. Chơi nổi không? Rồi, gặp thằng Glacier. Thằng này chắc là đi rồi. Bị doom toàn bộ đội hình anh em ạ. Xong rồi. Mà thằng này dễ ở top 4 ạ, khỏe đấy. Ok. Ui. Cái chuỗi 22 chuỗi thắng liên tiếp bị nó cắt chuỗi rồi kìa. Ôi giời ơi, cậu ơi. Thế thì top 3 à? Phải đái. Sợ thế nhở? Tức là cái thằng Goblin nó vẫn thua cái thằng Witcher ạ. Ui thế hỏng rồi, hỏng rồi. Làm nào giờ? Khó thế nhở? Khó thật sự luôn đấy anh em ạ. Làm nào rồi nhở? Tất nhiên là bây giờ máu của tôi nó nhiều hơn máu hơn kia. Nhưng mà vấn đề là nó thua. Cái thằng Goblin nó có kết liêu đâu. Ừ kìa bạn ơi. Goblin không kết liêu được thì tớ kết liêu hộ. Ok. Ui được chết luôn đấy nhá. Ui dồi có một máu. Không ổn rồi. Lần sau là phải kết liêu nó. Lần sau gặp lại là phải kết liêu. Bây giờ chúng ta có một cái slot mà tôi đang để dành, đấy chính là cái nhẫn lẻ. Tí nữa khả năng là chúng ta kiếm cái viên ngọc xong chúng ta ghép cái cầm đánh anh em ạ. Bộ này cầm đánh cũng rất là ngon luôn nhá. Tôi thì vẫn thua là Goblin anh em ạ. Dã man. Cái thằng Goblin nó vẫn đấm tôi như con đấy kìa. Thằng Goblin nó đấm tôi, nó lại vừa có công nghệ mất rồi, nó lại roll ra một đống như con 3 sao rồi này. Sợ thật sự luôn ấy. Khó nhở. Bây giờ làm nào lên 10 kẹp Light Speed vào. Khó lắm, bây giờ vẫn còn mấy cái con Assassin 1 sao này. Còn Assassin 1 sao thôi. Úp lồng ngon thì mới ăn được. Được không, được không? Bọn này nó cũng dày lắm. Khá cứng ấy. Được không? Được không? Được không? Được không? Được không? Ui. Ui được 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 được. Ui nhưng mà làm sao được? Được. Ui được anh em ơi. Hay.
con súng nó cầm cấp điên nó bắn thật sự là khỏe đấy. Cá lông à? Mua xong để lên 10 cho vào đó. Khó nhỉ. Lên level 10 không dễ đâu. Con này có cái 2 tia mà từ từ nữa nhá. Cái 2 tia này tôi chưa vội ghép đâu. Tí chắc là tôi cần cái cấm đánh hoặc cái blink anh em ạ. Thôi, để dành cho cái cấm đánh hoặc cái blink đi. Hai cái nó đều quan trọng ấy. Nếu mà có cái blink ấy thì vứt cho Grim. Xong Grim quẹt mực này, xong rồi Doom. Đấy, Doom xong combo với súng nữa thì may ra có cửa ăn. Nếu mà quẹt mực đẹp mà có cái combo mà nó perfect thì chúng ta sẽ ăn được. Đấy, mà ra vừa rồi tôi cũng ăn được ấy chứ, đúng không? Ờ, thế là chúng ta không yếu lắm đâu. Rồi thằng này, kết liễu luôn nào này đi nhá. Kết liễu nó luôn nào này đi. Kết liễu nó luôn nào này đi bạn ơi. Ừ, đây rồi, đây rồi, đây rồi, hay quá. Ui, cho đồ gì không? Có cầm đánh anh em ạ. Có cấm đánh nhá, có cấm đánh. Nhưng mà từ từ đã. Để xem là đối thủ như nào đã. Cấm đánh thì cấm đánh, nhưng mà phải xem đối thủ có cái kháng không. Đối thủ mà có kháng 2 mà chúng ta ghép cấm đánh là chúng ta ngu người luôn đấy. Bình tĩnh, có nhá. Có dây chuyền kháng 1 rồi nhá. Để xem là nó có lấy cái kháng 2 không đã. Nó có lấy cái kháng 2 không đã anh em nhá. Nếu mà nó lấy cái kháng 2 thì nó chịu luôn. Chúng ta sẽ không ghép cấm đánh nữa, chúng ta sẽ ghép cái blink. Bình tĩnh. Vấn đề là đối thủ rồi. Lựa bài theo đối thủ anh em ạ. Lựa đồ theo cái việc đối thủ có đồ kháng không. Đối thủ hy vọng là nó sẽ mắc sai lầm. Nó sẽ không lấy cái đồ kháng. Hy vọng nó sẽ mắc sai lầm. Ok. Ở đây chúng ta có thể ghép cái giáp thép cũng được. Nếu mà trong trường hợp đối thủ không có đồ kháng thì tôi sẽ lấy cái cầm đánh. Đấy. Rồi, lên 10 luôn. Lên 10 rồi anh em ạ, lên 10 thôi. Kẹp thêm Light Speed vào. Ok, ở đây mà nếu mà chúng ta có ghép blink ấy thì cái combo của nó là rất đẹp nhá. Combo nó là rất đẹp. Úi, đối thủ không có kháng rồi. Thế thì mày chết. Sai lầm bạn ơi. Ok. Nó là sai lầm của bạn rồi. Blink này. Xong rồi đấy. Quá tuyệt vời anh em ạ. Được rồi. Lấy cái cấm đánh thay cho cái giáp thép. 6 goblin nghe nói to. Nash Spirit nghe nói to. Kalong 2 sao. Có Kira nghe nói to. To này, to với ai. Ơ kìa bạn ơi. Ôi giời ơi, giật kèo là có thật rồi anh em ơi. Ôi trời ơi. Nhìn đối thủ có vẻ như là đang bị tôi đấm nó sấp mặt đây này. Thôi xong rồi. Đối thủ hấp hối rồi, Bây giờ làm nào đây? Bây giờ không có công nghệ nữa thì roll 3 sao cái kiểu gì? À, nó lại bị ngã ngựa à? Bây giờ phải roll bằng tay à? Roll chay để kiếm được con ca lông 3 sao, con bom 3 sao thì... thế rồi roll đi nhá. Công nghệ make hình như là cái công nghệ tinh hoa ấy, nó sẽ không ăn được ở đau quái đúng không anh em? Nó chỉ ăn được công nghệ thường thôi. Đó, thế nên là không có gì lo lắng nếu mà chúng ta vẫn đang chiến thắng. Không được để thua đâu nhá. Không được để thua đâu. Ờ bạn ơi, làm sao? Như nào? Rồi cứ đứng ở trong lồng đi, Rồi, thế thôi, bị doom rồi còn gì nữa. Cả lông mà ăn doom thì thôi, có làm gì đâu. Quá tuyệt vời anh em ạ. Đùa. Thật. Bây giờ kiếm một con Light Spirit 2 sao thôi nhỉ. Kiếm con Light Spirit 2 sao. Xong rồi đã. Thấy đối thủ bất lực đấy nhá. À nó chuyển bài rồi kìa anh em kìa. Ôi kìa. Ui nó chuyển đúng thật anh em ơi. Nó chuyển sang mục sư thật kìa. Từ bạn ơi. Tớ cũng nhanh lắm. Bình tĩnh. Mình vẫn có cái bài này mà. Chuyển ra mục sư. Bắt ai. Ơ kìa. Trời ơi. Tỉnh táo anh em ạ. Đấy, nói chung là hơn nhau cái tỉnh táo thôi anh em. Đối thủ đúng thật là nó chuyển sang mục sư thật. Nhưng mà nó có cái sự chuẩn bị rồi. Tôi nói từ vừa nãy rồi là đối thủ rất có thể nó sẽ chuyển sang mục sư. Nếu mà nó có con Light Spirit 3 sao. Và đấy, anh em thấy chưa? Bắt bài đối thủ luôn.
Xong rồi, bây giờ làm gì? Đối thủ bây giờ hoảng rồi, bây giờ lại phải mua lại Goblin cho vào à? Hay như là đây? Bây giờ bán hết Goblin rồi, bây giờ mới sốc đúng không? Mới sốc toàn tập luôn đúng không? Ôi trời ơi, bây giờ nó kiểu nó bị hố ấy. Anh em hiểu là bây giờ nó chuyển sang để nó bắt cái con súng của tôi, xong bây giờ tôi chuyển qua Creditor nó không bắt được, bây giờ nó bị hố rồi. Thôi xong rồi, anh em vô địch rồi. Trận này không thể tin được luôn ấy. Thế bây giờ đẩy cực nhiều luôn, 22 máu, đối thủ nào sau bỏ đi chắc chắn luôn. Bây giờ phải kiếm lại Goblin mà cho vào, anh em thấy không? Đấy chưa? Bán hết Goblin rồi, xong rồi mới nhớ ra là ô, tại sao lại như này nhở? Ô nhở, ngớ ra hóa ra là bây giờ tôi cũng đâu phải assassin nữa đâu. Tôi đâu phải assassin nữa đâu bạn ơi. Ôi giời ơi, thôi bây giờ lại kiếm lại đi. Kiếm lại Goblin mà cho bạn. Nhưng mà nên nhớ là tôi vẫn chưa có bỏ cái bài 9 xin ra đâu. Đấy, tôi vẫn để đây mà. Đối thủ làm sao mà nhanh bằng tôi được. Anh em thấy tôi thấy đối thủ nhận ra, đối thủ bỏ bài ra một cái là tôi đã vứt vào một cách rất là nhanh chóng rồi. Nó chỉ mất mấy giây của tôi thôi. Là cái đấy là nó cực kỳ tỉnh táo luôn. Không thể nào mà có thể lệch đi đâu được hết. Chuỗi là chuỗi cộng 8 rồi anh em ạ. Nói chung là những cái pha kiểu xử lý cuối game này ấy, nếu mà nó bị bắt bài rồi thì đối thủ bây giờ là nó bị sốc tâm lý rồi. Tôi nghĩ là bây giờ không còn cái cửa đâu. Đấy, kiếm Goblin cho vào lại đúng không? Lại vứt bom, lại vứt ấy đúng không? Goblin vào lại kia. Nhưng mà Goblin có ăn được 9 xin không? Đây này, nhìn này, đang để 9 xin này. À, lại bỏ ra à? Trời ơi, bạn làm sao bạn bỏ nhanh bằng tôi? Tôi chỉ bỏ mất có 2 con. Ôi giời, anh em kìa. Với việc mà vứt ra 4 con và vứt ra 2 con thì bên nào nhanh hơn? Ôi giời bạn ơi. Thôi, nói chung là bạn bị chiếu tướng rồi bạn ạ. Hết cờ, xong. Không có bắt được con nào hết. Và bây giờ con Kalong nó sẽ đứng im đến chết. Dã man. Goblin thì cũng thua, mà nói chung là chuyển sang bố sư thì cũng thua thôi. Ui giời, nó đã gọi là chiếu tướng hết cờ rồi. Đi kiểu gì mà chả thua anh em. Ôi, hôm nay nói chung là cái trận đấu này tuyệt vời đấy, rất xứng đáng để làm siêu phẩm cho cuối tuần. Ok rồi, anh em thấy hay để lại tôi một like nhá. Anh em chưa đăng ký hãy đăng ký kênh để xem thêm các clip khác của tôi. Và nếu còn thời gian thì anh em có thể chọn clip bên trái. Anh em hãy quên cái bộ God Warlock kết hợp với ác mộng đi. Con ác mộng nó mạnh nhất ở trong cái bộ này anh em nhá, tối thượng luôn. Và anh em cũng có thể chọn cái bên phải để xem con ác mộng bất tử nó thực sự bất tử như thế nào, cực kỳ kinh khủng. Và cuối cùng, nếu anh em yêu mến tôi, anh em có thể đăng ký hội viên ủng hộ cho kênh bằng cách ấn vào link ở trên màn hình kết thúc cũng như là link ở dưới phần mô tả của mỗi video anh em nhá. Cảm ơn anh em rất nhiều và hẹn gặp lại anh em vào những clip tiếp theo. Bye bye.